Lượt quả cầu đỡ kìa. Mất mấy ông nặng nhặng. Hello người chia sẻ Hoàng Công Thắng nhá. Xin chào em Đoàn Hải, giúp em chia sẻ đi nào. 19:17, 20:17 rồi. Cùng nghĩ rằng với pha cầu như thế thì khả năng cao là cặp đôi Thanh Hải và Việt kéo giành chiến thắng trong trận đấu này. Hello mọi người, mỗi người ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ được không? Một okay. Cái chia sẻ, ok ok. Anh em vào nhà nhớ chào chủ nhà nhá, và xem livestream nhớ chào chủ nhà nhá. Đừng xem trộm, bắt tiếp. Ngon rồi, vẫn còn nhưng chưa thủ lý quá. Đập lại, cầm lưới rồi. Điểm 98 cho Hải Việt. Chị Hùng nha. Buổi chiều nay có rất nhiều trận đấu vô cùng hay và hấp dẫn. Tất cả các trận đấu đều là những trận đấu kịch tính. Điểm số 3 đều. Xin chào Trường Nguyễn. Hello Minh Hoàng, hello Lâm Vũ nha. Điểm 3 đều. 4-3 cho cặp đôi. Hello Quốc Hợp nha. Quốc Hợp sao không đánh giải với Giang Thanh để nó bơ vơ một mình thế? Tại giải đấu năm nay thì giải đấu Tono khách năm nay thì sẽ đánh một set 31, chạm 31 là sẽ thắng như mọi người. Ok, xin chào anh Tiến Vượng nha, fan chính của Hùng đâu hết rồi. Thủ cầu chìm, hay quá nhở, vẫn còn. Ngoài sân, thủ cầu ngoài sân. Điểm 64. Một pha tì cầu không qua lưới của tên vận động viên Việt. Hello mọi người, có xem live stream này tứ kết rồi, hay lắm. Sân bên cạnh là Long Tô đang đánh cặp đôi Hải và Thanh nhá. Từ Ngọc Triệu. Điểm 67. Cầu khá rất léo. Trọng tài xác định cầu trong sân. Ở quê mình lại ra các bạn đấy. Hello anh, đây là sân nhà văn hóa của thôn Ô Cách nha anh ơi. Vẫn còn, hay quá. Vẫn còn. Vẫn lên. Vẫn chưa thì tình huống cầu lỗi của Việt. Hello mọi người, mỗi người ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ được không? Một okay. Cái chia sẻ, ok ok. Anh em vào nhà nhớ chào chủ nhà nhá, và xem livestream nhớ chào chủ nhà nhá. Đừng xem trộm, bắt tiếp. Ngon rồi, vẫn còn nhưng chưa thủ lý quá. Đập lại, cầm lưới rồi. Điểm 98 cho Hải Việt. Đến bây giờ đến nửa set rồi mà vẫn chưa thấy người chia sẻ nào xuất hiện mấy. Tì cầu không qua lưới rồi. Đó một tình huống tì cầu bị động của Thanh Hải. Đấy. Đấy. Sân bên cạnh hay không kém anh em ơi. Anh Tiến Vượng. Ok, xin chào người chia sẻ Lâm Dô nhé. Cuối cùng thì cũng có người giúp mình chia sẻ livestream. Bạn thực sự rất tuyệt vời. 11 đều. Cổ vũ cho Nghĩa Triệu cầm 12 nào. Ô
tung lên. Đấu kiếm hai phát rồi. Mỗi người chỉ ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ thôi. Thì sẽ có rất nhiều người được thưởng thức trận đấu này. Tại sao chúng ta toàn giữ cho một mình thế? Chia sẻ anh em, bạn bè, đồng đội và anh. 13-12, vâng, trận đấu này chưa có khoảng cách được tạo ra. Hai đội vận động viên bám đuổi nhau tẻ đúng vẫn sung nhá. Đúng rồi, giấy cam là việc của... vẫn với được hay không nhỉ? Ok anh Hoàng Tuấn, em cảm ơn anh nhiều. Lập câu cái bài cho Triệu Nghĩa. Rất là khó rồi đó. 13. Ok, hai đôi vận động viên tiến hành đổi sân rồi. Điểm số 16-15 nghiêng về cặp đôi Ngọc Triệu và Nghĩa. Đập cầu tốt, không còn rồi. Chuyển lưới rất nhanh. 16 đều. 16 cho cặp đôi Hải Việt. Quay được một sân thôi em ơi, có một máy thôi. Trận Long Tô anh quay lại bằng điện thoại thôi nhá. Có gì đăng YouTube sau. Có gì đăng YouTube sau. Trận Long Tô cũng hay thật. Đang là 19 đội 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 đẳng cấp. Bên kia tưởng ăn được rồi. Được quả cầu đỡ kìa. Hello người chia sẻ Hoàng Công Thắng nhá. Xin chào anh Đoàn Hải, giúp em chia sẻ thế nào. 19-17, 20-17 rồi. Cũng nghĩ rằng với pha cầu như thế thì khả năng cao là cặp đôi Thanh Hải và Việt khéo giành chiến thắng trong trận đấu này. Hello người xem, người chia sẻ Tiến Vượng. Không phải Việt Sơn La anh ơi, Việt Quảng Ninh ạ. Thấy nhỉ? Không nắm bỏ họ với những pha cầu chéo sân thực sự rất khó và bất ngờ. 20 nghiêng về cặp đôi Long Tô. Ba mươi một là thắng nha mọi người ơi. Cặp với Vũ Minh, Hải Quang Ninh. Biết rồi đấy. Bất chấp rồi đấy. Rồi đập lại. Tiếp. Đập cầu từ Ngọc Triệu. Cầu không quá nặng trong pha tình huống vừa rồi. Đập cầu Nga. Vẫn còn. Vẫn còn. Tiếp. Anh Hải người mỏng manh quá, không còn sức rồi. Vũ Minh quá. Vũ Minh đập cầu mới khỏe anh em ơi. Ừ. 26 đều rồi. Anh em nào thích xem Hưng Đức thì vui mừng chia sẻ livestream này. Chú cho xem Hưng Đức. Vẫn là ok. Không sao. Trọng tài xác định cầu ngoài sân. Em ơi, 24-20 cho cả đôi Hải Việt.
quả cách là bên kia vẫn rất lì, không làm gì được. Đập tiếp đi, vẫn lên bình thường, lên bình thường, lên bình thường. Bình thường rồi. Đấu bên này cũng rất hay. Ôi hay nhỉ. 28 đều trận đấu Long Hùng gặp Thanh Hải, 28 đều. Chưa có một vài mạnh thường quân nào đó đầu tư cho vài củ chẳng hạn, giải lên tăng lên ngay. Ôi đi ạ. Đánh điểm tốt. Ok, quay mấy điểm quyết định trận Long To nha. 29-28, 29-28, 30. Bom. Rồi kết thúc, rồi kết thúc. Từ ngoài sân 31-28 cho cặp đôi Long Hùng, đây là chiến thắng cho cặp đôi Long Hùng. Trận tứ kết đầu tiên kết thúc. Chiến thắng 31-28 cho cặp đôi Long Hùng Quảng Linh chiên chia buồn cùng Hải và Giang Thanh.